Xin chào các bác đã đến với kênh Trần Hưng Audio nhé. Thì hôm nay em sẽ ghép cho bác nghe thử một cấu hình gồm một đôi full 30. Dòng này dòng loa bãi, bát lục giác các bác nhé. Bát chống nước, sử dụng một đôi bát 25 BBE nữa. Tất cả là 4 quả loa full và một quả trầm hơi 40 ARK, hàng bãi xịn, côn 22, coi 100. Và một con đẩy LA 1200 và một con MX ES 2650 và một con vang ES 3000. Với cấu hình này mà các bác chơi gia đình thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Chạy một quả sub 40 này và hai cặp loa full 30 và hai cặp một cặp full 30 và một cặp full 25 BBE, đánh cực kỳ chất lượng các bác nhé.
thì đôi loa này em bán là 7,5 triệu này, còn súp hơi bán với giá là 3,5 triệu này đấy, và đôi BBE là bán 5,5 triệu này. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, Trần Hưng Audio. Thì các bác hãy xem và đăng ký ủng hộ kênh cho em nhé, để em đạt 1.000 người đăng ký để có thể phát live stream trực tiếp bán hàng cho các bác, giao lưu cùng bác trên kênh YouTube nhé. Cảm ơn tất cả các bác. Bye bye nhé.